Xin chào tất cả các bác à, Với những ai hay dùng các sản phẩm của Đơn Ông và Marang Thì sẽ thấy rằng ở trên nhãn của sản phẩm Thường hay ghi một cái dòng chữ là Heos Đó chính là một cái phần mềm chơi nhạc Và cũng là một cái nền tảng để cho chúng ta có thể truy cập Chơi các dịch vụ chơi nhạc trực tuyến Cũng như có thể phát nhạc từ xa bằng điện thoại Hôm nay thì Hải Sơn sẽ thay mặt thế nào Dio giới thiệu cho tất cả mọi người cách để có thể cài đặt và xây đất thiết bị của chúng ta uh, cài cái phần mềm Heos và làm sao để có thể truy xuất và chơi phần mềm này một cách tiện dụng nhất cái bước đầu tiên thì mọi người hãy vào cái App Store này Đấy, sau khi vào App Store mọi người ấn vào phần tìm kiếm Và nhập cái tên phần mềm là ốt vào đây. Rồi, đây là chính là phần mềm của chúng ta, ấn vào nhận Đây là phần mềm miễn phí nhé Rồi Rồi, bây giờ thì máy đang download cái phần mềm này về bước tiếp theo là mọi người hãy kết nối mạng cho chiếc máy đờ nông hoặc là marang của mình vào cùng một mạng mà cái điện thoại này đang bắt vào à, các bác có thể kết nối qua giao tiếp mạng lan hoặc là Wi-Fi nhưng mà có thể kết nối qua mạng lan để đảm bảo cái sự ổn định cao nhất rồi tiếp theo chúng ta sẽ mở cái phần mềm heo vừa tải lên à, khi lần đầu tiên mở này các bác lưu ý là nó sẽ có dòng chữ là heo muốn tìm và kết nối với các thiết bị trên mạng cục bộ của bạn thì các bác phải ấn vào nút ok nhé ok này rồi sau khi ấn xong vào nút OK chúng ta ấn vào nút setup now rồi sau khi mà chúng ta đã vào cái phần mềm này và các thiết bị máy đơn ông hoặc là Marang đã kết nối vào mạng thì nó sẽ hiện ra ngay các list thiết bị ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào từng cái này để có thể tắt bật này cũng như truy xuất ví dụ chúng ta muốn điều khiển chơi cái chiếc máy Marang PM 7000N thì chúng ta ấn vào cái chiếc máy này sau đó ấn sang phần music và lựa chọn các cái cách thức chơi nhạc như Spotify, Deezer này, Music Server, USB Music, Playlist, đây rất nhiều các chức năng ở đây. Hoặc là chúng ta muốn chơi từ chiếc máy đờ ông này, chiếc máy đờ ông này thì nó có nhiều chức năng hơn. thì chúng ta ấn vào đờ ông này và chúng ta sang phần Music thì mọi người sẽ thấy nó hiện thêm một số những cái mục như là Input này và AV Input. ở đây thì chúng ta có thể điều khiển từ xa, lựa chọn các cái đầu vào. Đấy. rồi chúng ta cũng có thể vào phần Input này, đây lựa chọn các đầu vào của cái chiếc máy Marang này bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm cái tính năng đầu tiên đó là chơi nhạc từ ổ cứng USB. để chúng ta sẽ gắn một cái chiếc ổ cứng đấy, vào uh, qua cái đường USB gắn vào phía trước của chiếc máy đàn ông này và chúng ta sẽ ấn vào cái phần USB Music này rồi chúng ta ấn vào tiếp và chúng ta vào Browse rồi chúng ta tiếp tục truy xuất các cái file nhạc đây ví dụ Hải Sơn truy xuất nhanh một cái file thôi. Rồi, play nào. Đấy mọi người sẽ thấy ngay là cái giao diện màn hình này của cái chiếc máy đơn ông này đã hiện ra tên bài này và lúc này thì âm nhạc đã đang phát rồi. Và lúc này chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng từ xa thì đồng thời là cái phần âm lượng ở trên máy nó cũng tăng giảm theo, cũng khá là tiện lợi. Đấy, và chúng ta có thể tạo thành những cái danh sách nhạc để chơi. Rồi, chúng ta có thể chọn chơi một cái bài khác này. Ra ngoài đi. Chọn một folder khác. Rồi, play now. Đó. Cũng rất là dễ dàng. Cũng có thể ấn vào phần y này. Không có gì. <laughs> Rồi chúng ta sẽ ra ra ngoài đi. Ta sẽ vào cái phần mà chơi nhạc từ uh, uh, dịch vụ chơi nhạc Spotify. Rồi bây giờ uh, cái chơi nhạc từ Spotify ấy, dễ nhất là các bác uh, vào thẳng phần mềm Spotify này. Ví dụ là muốn chơi một cái bài hát này thì chúng ta khi mà chúng ta ấn play này, chúng ta chọn luôn vào cái thiết bị ở đây là đang nhận thiết bị đời nông DRA 800 h rồi hoặc là sẽ chọn vào phần marang ví dụ chọn vào phần marang nhé thì lập tức là nó sẽ truyền nhạc ngay ra cái chiếc máy marang này Đấy. còn nếu mà chọn vào đời nông thì lại lập tức truyền sang cái chiếc máy đời nông này ngay khi mà ấn vào cái phần app spotify ở đây này thì nó cũng sẽ chuyển sang cái 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 phần uh, cài đặt app spotify hoặc là nó sẽ chuyển sang luôn cái app spotify mà chúng ta đang mở cho nên thực chất là chúng ta vào luôn cái app spotify này để truyền nhạc ra máy luôn vậy cái app heo này phần lớn là sơn thấy là chơi nhạc từ music server này uh, và cái chơi từ usb music khá là tiện và chuyển các cái đường vào uh, với phần music server ấy, thì ở đây các bác cần phải kết nối cho nó một cái ổ cứng chơi mạng Đấy, ổ, ổ cứng mà có thể kết nối qua mạng lan ấy thì lúc này thì chúng ta cứ ở bất cứ nơi đâu trong nhà chúng ta ấn vào đây nó sẽ hiện lên như là một cái ổ cứng USB music nhưng mà ở trong trường hợp này thì Hải Sơn không có cái thiết lập đó thì chúng ta sẽ kết nối một cái USB music vào để chơi bình thường thôi đấy. Thực ra phần mềm này nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. À, chúng ta ở đây còn có một số tính năng khác như là có thể nhóm các cái group vào với nhau để cùng chơi chẳng hạn này. Khi mà chúng ta dê tay này vào thì cả hai chiếc máy này nó sẽ cùng phát ra một cái âm nhạc giống nhau Tại vì nó được nhóm vào cùng một cái group Còn chúng ta mà muốn bỏ nó ra để dùng tách biệt thì chúng ta dê nó ra phía bên ngoài Với phía bên ngoài này ví dụ chúng ta để một cái chiếc máy mà đang ở một phòng Chúng ta để một cái chiếc máy đờ nông ở một phòng Mỗi một phòng đó chúng ta có một bộ dàn Và bây giờ chúng ta có thể lựa chọn là vào mỗi phòng chơi những cái bài nhạc khác nhau hoặc là muốn cả hai phòng cùng chơi một bài nhạc thì đấy rất đơn giản nên mọi người chỉ cần nhóm nó lại thôi group nó lại là xong đấy tức là cái app heo này cho phép chúng ta chơi nhạc đa vùng hoặc là chơi uh, chọn nhạc trong mỗi một phòng khác nhau và chúng ta sẽ truy xuất vào những cái tính năng chơi như là usb music hoặc là chơi nhạc từ spotify chúng ta bắn thẳng ra chiếc máy này và chơi nhạc từ cái music server đấy là những cái gì cơ bản nhất mà cái phần mềm này hỗ trợ thì thông qua clip này hải sơn nghĩ rằng mọi người đã có thể nắm bắt một cách đơn giản nhất việc chơi qua app Hellos này một cách tiện lợi với các thiết bị của đờ nông hoặc là marang xin chúc mọi người có những trải nghiệm tốt với phần mềm này và có thể có những cái cách thức chơi nhạc tiện lợi nhất xin cảm ơn và hẹn gặp lại